Laudetur Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trên toàn từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 9, gồm có Trước hết là bản tin, kế đến là chia sẻ lời Chúa, và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp nhóm sinh viên công giáo quốc tế Pax Romana. Vatican Sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 9, gặp gỡ các đại diện của phong trào sinh viên công giáo quốc tế Pax Romana, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ hãy trở thành những nhân vật chính của cuộc cách mạng bác ái và phục vụ. Mở đầu bài nói chuyện với các sinh viên, Đức Thánh Cha đề cao sự dấn thân của họ trong việc thúc đẩy công bằng xã hội và sự phát triển con người toàn diện. Được truyền cảm hứng từ đức tin công giáo và tầm nhìn của đức tin công giáo về một thế giới ngày càng phù hợp với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho gia đình nhân loại. Nhắc lại tông huấn hậu thường hội đồng 2018 về giới trẻ, Ngài kích lệ giới trẻ không đứng bên lề, nhưng trở thành nhân vật chính của công cuộc bác ái và phục vụ. Đức thánh cha nói với các sinh viên, sự hiện diện và hoạt động của các con trong bối cảnh học thuật, trong môi trường làm việc hay trên đường phố của các thành phố, theo đuổi mục tiêu này bằng cách nỗ lực xây dựng một thế giới nhân ái, hài hòa và huynh đệ hơn. Nhắc lại các công việc giáo dục và đào tạo do sinh viên thực hiện tại các trung tâm của họ ở Pháp, Thái Lan và Kenya, dựa trên chứng tá của tin mừng và học thuyết xã hội của Giáo hội, Đức Thánh Cha nhận định, bằng cách thúc đẩy ý thức công dân toàn cầu và khuyến khích hành động ở cấp địa phương, phong trào của các con chuẩn bị cho giới trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề xã hội cấp bách nhất của thời đại chúng ta và trao quyền cho họ để thúc đẩy sự thay đổi hiệu quả trong cộng đồng của họ, phục vụ với men của tin mừng. Trong bối cảnh phiên họp thứ hai của Thường Hội đồng về tính hiệp hành sắp diễn ra, Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên Hãy tham gia vào con đường hiệp hành của Giáo hội, trong hành trình chia sẻ, lắng nghe, tham gia và dấn thân vào một cuộc đối thoại hướng đến sự phân định và lắng nghe tiếng nói ngọt ngào của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, Ngài khuyến khích các sinh viên chào đón Năm Thánh 2025 sắp tới như một dịp đặc biệt để canh tân cá nhân và làm phong phú tinh thần trong sự hiệp nhất với toàn thể Giáo hội. Việc đi qua cửa thánh nhắc nhở chúng ta rằng Tất cả chúng ta đều là những người hành hương, được kêu gọi cùng nhau kết hợp sâu sắc hơn với Chúa Giêsu và sẵn sàng đón nhận sức mạnh ân sủng của người, làm thay đổi cuộc sống của chúng ta và thế giới chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha cho phép hành hương công khai đền thánh Đức Mẹ Mễ Du. Vatican, Đức Thánh Cha cho phép các giáo phận tổ chức các cuộc hành hương cho các tín hữu đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Du. Tuy nhiên, Điều đó không có nghĩa là nhìn nhận các trường hợp hiện ra ở đây mang tính siêu nhiên. Điều này được xác định trong văn kiện Niin Obstat, không gì ngăn trở của Bộ Giáo lý Đức Tin và được Đức Thánh Cha phê chuẩn, được Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez và Đức ông Armando Mateo lần lượt là Tổng trưởng và Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin trình bày tại buổi họp báo ngày 19 tháng 9 năm 2024. Văn kiện xác nhận, số tín hữu đến Mỹ Du ngày càng đông Hoa trái tích cực được thể hiện trước hết là cổ võ thực hành đời sống đức tin phù hợp với truyền thống giáo hội. Từ nơi này đã có những cuộc hán cại, ơn gọi linh mục tu sĩ, hòa giải trong gia đình và canh tân đời sống. Nhưng Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng cần phải đề cập những trải nghiệm này xảy ra chủ yếu trong bối cảnh cuộc hành hương để những nơi diễn ra các sự kiện ban đầu hơn là trong các cuộc gặp gỡ với các thị nhân được cho là đã được Đức Mẹ hiện ra. Văn kiện nêu rõ Niin Obstad không gì ngăn trở liên quan đến một biến cố thiêng liêng, tiền hữu được phép gắn bó với sự kiện Mễ Du một cách thận trọng. Mặc dù điều này không ngụ ý tuyên bố về đặc tính siêu nhiên của hiện tượng đang được đề cập, các tiền hữu không bị buộc phải tin, nhưng Niin Obstad chỉ ra rằng tiền hữu có thể nhận được sự khích lệ tích cực cho đời sống Kitô hữu của họ thông qua đề nghị thiêng liêng này và cho phép tôn kính công khai. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức Tin muốn nhấn mạnh rằng giữa hiện tượng tâm linh của Mễ Du, Chúa Thánh Thần hành động hiệu quả vì lợi ích của các tiền hữu. Mọi người được mời đánh giá cao và chia sẻ giá trị mục vụ của đề nghị thiêng liêng này. Hơn nữa, việc đánh giá tích cực hầu hết các thông điệp ở Mễ Du là những văn bản mang tính xây dựng, không hàm ý tuyên bố rằng các thông điệp có nguồn gốc siêu nhiên trực tiếp. Ghi chú của Bộ Giáo lý Đức Tin kết luận, những người đến Mễ Du được hướng dẫn mạnh mẽ để chấp nhận rằng thực hiện các cuộc hành hương không phải để gặp gỡ những người được cho là có thị kiến, nhưng để gặp Đức Maria, nữ vương hòa bình và trung thành với tình yêu mà mẹ cảm nhận đối với con mẹ, gặp gỡ và lắng nghe Chúa Kitô trong việc suy niệm lời người, tham dự thành lễ và tôn thờ thánh thể. Như đã xảy ra ở nhiều đền thánh ở khắp nơi, trong đó Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính với nhiều tước hiệu khác nhau. Cuối buổi họp báo, Đức Hồng Y Tổng trưởng khẳng định, Đức Thánh Cha nói với tôi không gì ngăn trở là đủ không cần đi xa với việc tuyên bố về siêu nhiên, mọi người có thể thực hiện các cuộc hành hương do các giáo phận tổ chức. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam Việt Nam Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với sự tham gia đầy đủ của 31 giám mục đang phục vụ 27 giáo phận tại Việt Nam đã diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 tại trung tâm thành mẫu Tà Pào, giáo phận Phan Thiết. Kết thúc hội nghị, các giám mục Việt Nam đã gửi thư mục vụ 2025 cho cộng đồng dân chúa. Hội nghị có sự tham gia của Đức cha Joan Bautista Nguyễn Huy Bắc, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, và Đức cha Tân Cử Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, tham dự hội nghị lần đầu. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, cũng tham gia hội nghị và đã chia sẻ về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại các nước Á Châu, cũng như cập nhật một số thông tin của tòa thánh và hướng dẫn một số thủ tục hành chính cần thực hiện. Trong hội nghị, các giám mục Việt Nam đã lắng nghe kế hoạch, chia sẻ thao thức và đóng góp ý kiến giúp Ủy ban Loan báo Tin mừng hoàn thiện lộ trình 9 năm 2025-2033 hoạt động loan báo Tin mừng nhân dịp năm mục vụ cùng nhau loan báo tin mừng 2025 và hướng tới kỷ niệm 500 năm tin mừng đến Việt Nam năm 1533-2033. Lắng nghe và góp ý giúp Ủy ban Văn hóa và Ủy ban Giáo lý Đức Tin hoàn thiện bản văn hướng dẫn việc hiếu kính tổ tiên. Lắng nghe Ủy ban Phùng Tự đưa ra những hướng dẫn chuẩn bị phụng vụ cho năm tháng 2025 thống nhất một số những quy tắc về các lễ truyền chức thánh và sách lễ nghi giám mục về bí tích thêm sức, truyền chức thánh và khấn dòng. Sắp xếp các ủy ban trực thuộc hội đồng giám mục Việt Nam cho phù hợp với các bộ của tòa thánh. Lắng nghe Đức cha Ferro Nguyễn Văn Khảm, tân viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam trình bày về hiện trạng và những nhu cầu cần thiết của học viện và biên soạn thư mục vụ 2025 với chủ đề cùng nhau loan báo tin mừng. Hội đồng Giám mục Ấn Định Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 25 tháng 4 năm 2025 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân chúa có tựa đề Cùng nhau loan báo tin mừng. Mở đầu thư, các giám mục bày tỏ lòng cảm kích đối với tinh thần liên đới, chia sẻ của các tín hữu đối với các nạn nhân của siêu bão Zagi các ngài cũng bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời, được hưởng phúc bình an. Các gia đình mất mát người thân được an ủi tinh thần và mau chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường. Nhắc lại rằng, năm 2025 là năm cùng nhau loan báo tin mừng. Các ngài mời gọi các tín hữu cùng hướng tới sứ vụ căn bản của người tín hữu. Đến với người xa Chúa và những anh chị em chưa biết Chúa, để nói với họ về người. Các giám mục đã đề nghị những thực hành trong năm thánh của Giáo hội Hoàn Vũ và năm cùng nhau loan báo tin mừng của Hội Thánh tại Việt Nam gồm có: một, hành hương cầu nguyện, 2. loan báo tin mừng từ gia đình, 3. cổ võ việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cách sáng tạo và hữu hiệu để loan báo tin mừng, 4. khơi dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn anh chị em di dân năm, chia sẻ ơn gọi thừa sai. Đức thánh cha phát biểu, phải phục hồi lợi ích cho các nạn nhân của tội phạm có tổ chức. Vatican Đức thánh cha gửi sứ điệp đến hội nghị về sử dụng tài sản xã hội bị tịch thu từ mafia do Hàn Lâm viện Tòa Thánh về khoa học tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2024. Mời gọi các tham dự viên tập trung vào tính cấp bách của việc phục hồi lợi ích của mọi người, nhìn nhận sự quan trọng của mỗi người, không ai bị loại trừ. Đức Thành tra nhận xét, cùng với khủng bố, cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là một trong những thách đố quan trọng nhất đối với cộng đồng quốc tế. Vì thế, sự cộng tác giữa các quốc gia không chỉ giới hạn ở điều tra và xét xử, nhưng còn phải xác định tài sản của tội phạm và thu hồi chúng, làm sao để các tổ chức này không thể tiếp tục các hoạt động tội phạm nhưng phải lưu ý tịch thu của cải không được giới hạn cho mục tiêu của chính sách hành sự này, nhưng phải lấy cảm hứng từ việc đền bù và tái thiết công ích. Ngài nói thêm, sự tàn bạo của tội phạm có tổ chức là tấn công vào lợi ích chung, tấn công các nhóm bị thiệt thòi về mặt xã hội, đặc biệt dễ bị tổn thương. Vì thế, chỉ bằng cách nghĩ đến các nạn nhân, người ta mới có thể hiểu được thiệt hại do tội phạm có tổ chức gây ra. Ở điểm này, Ngài khen ngợi mô hình của Ý trong việc sử dụng số tiền thu được từ tội phạm để sửa chữa thiệt hại gây ra cho nạn nhân và xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi, với niềm xác tín rằng điều cần thiết là phải áp dụng một cách tiếp cận tổng hợp trong các cuộc chiến chống tội phạm và tăng cường hợp tác quốc tế. Tôi mời gọi anh chị em tập trung thảo luận vào tính cấp bách của việc phục hồi lợi ích của tất cả mọi người, nam và nữ, thiện ích của mọi người, nơi mọi người đều quan trọng và không ai bị loại bỏ, nơi dự án chung để phục vụ phẩm giá con người vượt qua số tiền cá nhân của mỗi người. Ngài còn khuyến khích các tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm của mình và suy tư, nhưng không đánh mất tầm nhìn của các nạn nhân và cộng đồng, hướng mình đến hành động và hiểu luật pháp và công lý như một thực hành có mục đích xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 26 chương trình đầu tiên của năm tháng 2025 Vatican, Trang web năm tháng 2025, trong phần lịch năm tháng, đã đăng 26 chương trình đầu tiên của các sự kiện năm tháng 2025. Các chương trình này sẽ được đăng bằng tất cả các ngôn ngữ và được cập nhật thông tin liên tục để hỗ trợ các tín hữu hành hương, đồng thời tạo cơ hội cho họ đăng ký tham gia vào các sự kiện khác nhau. Hơn nữa, trên trang web, tại mỗi sự kiện, các tín hữu có thể tải xuống một số hướng dẫn với các chỉ dẫn chính nhằm hỗ trợ họ cũng như affix mà họ có thể phổ biến. Từ trang này cũng có thể đăng ký tham gia các sự kiện khác nhau của Năm Thánh. 26 sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2025 là Năm Thánh Thế giới Truyền thông, 24 đến 26 tháng 1 năm 2025, nhắm đến tất cả những người làm việc chuyên nghiệp trong thế giới truyền thông. Năm Thánh của lực lượng vũ trang, cảnh sát và an ninh, ngày 8 đến 9 tháng 2 nhắm đến tất cả các thành viên của lực lượng quân đội và lực lượng cảnh sát, cảnh sát giao thông, nhân viên điều hành an ninh, cựu chiến binh, các hiệp hội quân sự khác nhau, học viện quân sự, các tuyên úy và các giáo hạt quân đội. Năm Thánh Phó Tế 21 đến 23 tháng 2 dành cho tất cả các phó tế vĩnh viễn, viễn. Năm Thánh Tình Nguyện Viên ngày 8 đến 9 tháng 3 dành cho các tình nguyện viên của mọi hiệp hội thành viên của các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà điều hành các tổ chức phi chính phủ và các nhân viên xã hội. Bên cạnh đó, cũng có năm thánh các thừa sai lòng thương xót, 28 đến 30 tháng 3. Các linh mục được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới đã nhận được từ Đức Thánh Cha năng quyền tha những tội dành riêng, vốn là năng quyền hoàn toàn thuộc tòa thánh, và một lệnh sai đi đặc biệt với tư cách là những nhà giảng thuyết trong năm tháng ngoại thường lòng thương xót năm 2016. Trong chương trình, còn có năm tháng bệnh nhân và thế giới y tế được lên kế hoạch từ ngày 5 đến 6 tháng 4 dành cho tất cả bệnh nhân và các chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm tháng người khuyết tật từ 28 đến 29 tháng 4 hướng tới tất cả những người khuyết tật cùng với những người bạn đồng hành của họ. Năm tháng công nhân Ngày 1 đến 4 tháng 5, hướng tới tất cả những người lao động thuộc mọi tầng lớp. Năm tháng doanh nhân, ngày 4 đến 5 tháng 5. Năm tháng các ban nhạc, ngày 10 đến 11 tháng 5, dành cho tất cả các thành viên của các ban nhạc quân đội, tổ chức nghiệp dư, văn hóa dân gian, làng xã, thể thao, trường học và đại học. Tiếp đến sẽ là năm tháng của các huynh đoàn, được tổ chức từ 16 đến 18 tháng 5 với các thành viên của các huynh đoàn. Năm tháng gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, 30 tháng 5 đến 1 tháng 6. Năm tháng của các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới, ngày 7 đến 8 tháng 6, sẽ có sự tham gia của tất cả các thành viên của các phong trào trong giáo hội, các hiệp hội, các cộng đoàn mới và các nhóm cầu nguyện. Trong số các sự kiện, sẽ có năm thánh của Tòa Thánh ngày 9 tháng 6, năm thánh của giới thể thao ngày 14 đến 15 tháng 6. Năm thánh của các chủng sinh, ngày 23 đến 24 tháng 6. Năm thánh của các giám mục, ngày 25 tháng 6. Năm thánh của các linh mục, ngày 25 đến 27 tháng 6. Năm thánh an ủi, ngày 15 tháng 9. Nhắm đến tất cả những người đang trải qua thời kỳ đau đớn và phiền muộn vì bệnh tật, tang chế, bạo lực và làm dụng. Năm thánh của ngành công lý, ngày 20 tháng 9, Nhắm đến những người tham gia vào lĩnh vực công lý đời, giáo luật và giáo hội Năm tháng giáo lý viên, ngày 26 đến 28 tháng 9 Năm tháng người di cư, ngày 4 đến 5 tháng 10 Năm tháng đời sống thánh hiến, ngày 8 đến 9 tháng 10 Với tất cả các tu sĩ nam nữ, các tập sinh là những nhân vật chính Năm tháng linh đạo thánh mẫu, ngày 11 đến 12 tháng 10 Dành cho tất cả các thành viên của các phong trào thánh mẫu các huynh đoàn và các nhóm cầu nguyện khác nhau. Năm thánh các ca đoàn và hợp xướng, ngày 21 đến 23 tháng 11 và cuối cùng là năm thánh của các tù nhân, ngày 14 tháng 12. Các giáo mục Trung Quốc cảnh báo các tín hữu đừng theo các giáo phái. Ninh Ba. Các giáo mục Trung Quốc cảnh báo các tín hữu tránh xa các giáo phái và giáo lý có vẻ tương tự với giáo hội, nhưng thực tế đi ngược với giáo huấn thánh kinh và truyền thống. Khẳng định nhiệm vụ giải nghĩa lời Chúa chỉ được ủy thác cho huấn quyền sống đồng của giáo hội. Đồng thời, cầu nguyện cho những ai đã bị lừa dối để biết phân định và ngay lập tức trở lại với giáo hội. Trong một thư mục vụ, Đức cha Francesco Saverio Cinzanke, giám mục Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang viết, những người công giáo phải tránh xa các giáo phái và học thuyết của họ, phải dứt quát không tham gia các cuộc gặp gỡ của các giáo phái, những người đã được rửa tội phải kiên trì trong đức tin và tuân theo chân lý được mặc khải trong thánh kinh và huấn quyền giáo hội. Với tình mục tử, Đức Cha yêu cầu các linh mục ngay lập tức báo cho các cộng đồng tiền hữu những nguy hiểm của giáo lý và những thực hành được truyền bá bởi các giáo phái đang tìm các chiêu mộ tín đồ, ngay cả trong các giáo sứ công giáo, sử dụng ngôn ngữ và công thức khải huyền Kitô giáo. Giáo mục Ninh Ba đề cập cụ thể đến các nhóm được gọi là Giáo hội của Thiên Chúa Toàn Năng, và trời mới đất mới. Đồng thời, kêu gọi tất cả cảnh tượng trước hoạt động chiêu mộ tín đồ của các giáo phái này. Với những ai đã bị lừa dối, Đức Cha đảm bảo cầu nguyện cùng Chúa cho anh chị em, để người ban cho anh chị em ơn phân định. Tôi khuyên anh chị em hãy nhận ra những sự thật sai lầm của giáo lý đó, thông hối và lập tức trở lại với đàn chiên mà Chúa Kitô đã tập hợp và thiết lập. Trong thư, Đức Cha Jin trích khoản 1 điều 750 bộ giáo luật và số 85 của sách giáo lý công giáo nói rõ rằng từ giáo dân và điều tra của giáo phận, chúng tôi phát hiện ra gần đây có các giáo phái đang hoạt động. Các bài giảng của họ có vẻ tương tự giáo hội, nhưng thực tế giáo lý đi ngược với giáo huấn kinh thánh và truyền thống, làm cho đời sống chúng ta xa rời tin mừng Chúa Kitô. Ngài khẳng định, số 85 của sách giáo lý công giáo dạy rằng Nhiệm vụ giải nghĩa các chân chính lời Thiên Chúa đã được viết ra hay lưu truyền, chỉ được ủy thác cho huấn quyền sống động của Giáo hội và Giáo hội thi hành quyền đó nhân danh Đức Giêsu Kitô. Và nghĩa là các giám mục trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô, giám mục Roma. Đây không phải là lần đầu tiên các giám mục Trung Quốc buộc phải cảnh báo các linh mục, nữ tu và giáo dân trước nguy cơ bị quyến rũ bởi phương pháp tuyển mộ của các giáo phái mà trong quá trình tuyên thệ họ liên tục đề cập đến các sách kinh thánh, gieo rắc sự nhầm lẫn ngay cả trong người công giáo. Một số giám mục và linh mục cho biết, họ đã phải chịu sự tống tiền, đe dọa và uy hiếp sau khi yêu cầu các thành viên trong cộng đoàn không kết giao với các thành viên của các giáo phái, vốn ngày càng hung hãn và ngoan cố trong nỗ lực tìm kiếm tín đồ mới trong số những người đã được rửa tội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa Linh mục Du Xe Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 25 thường niên Quyên bà và anh chị em rất thân mến Hành trình cuộc đời của mỗi người Kitô Hữu là hành trình đi theo Chúa Giêsu như các môn đệ xưa kia những gì diễn ra trong hành trình của các môn đệ cũng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn hành trình của mỗi người hôm nay. Trong bài Tin mừng của ngày chủ Nhật tuần 25 mùa thường niên 5B hôm nay, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy trên hành trình đi theo thầy Giêsu, các môn đệ đã được thầy Giêsu hướng dẫn chỉ dạy. Trong bức tranh của câu chuyện mà Thánh sử Marco thuật lại cho chúng ta thì chúng ta thấy là có hai bối cảnh tương phản nhau một là bối cảnh thầy trò đang trên đường đi và hai là bối cảnh các thầy thầy trò đã trở về nhà và ngồi lại bên nhau và dù là đang đi trên đường hay ngồi lại bên nhau ở nhà thầy giê xu đều chỉ dạy cho các môn đệ thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em đã có sự khác biệt nơi các môn đệ khi họ đang trên đường đi và khi họ về lại nhà ngồi bên cạnh thầy giê -xu để lắng nghe thầy. Khi đang trên đường đi thì các môn đệ được Chúa giê -xu chỉ dạy về con đường thầy sẽ đi, con đường thầy sẽ trải qua. Đó là đi từ đau khổ và cái chết rồi bước đến sự sống. Thế nhưng các môn đệ đã không hiểu điều thầy dạy. Đã không hiểu mà các ông cũng lại không dám hỏi thầy về những điều đó các môn đệ đã không dám hỏi và có lẽ cũng không muốn tìm hiểu thêm về con đường của thầy. Thật đáng tiếc các môn đệ đi theo thầy mà lại không tìm hiểu thêm về thầy của mình. Không hiểu được con đường của thầy mình đang đi. Chúng ta có thể dừng lại ở đây để trở lại với hành trình đức tin của mỗi người. Chúng ta vẫn đang nhận mình là người ký thơ hữu, là người môn đệ của Chúa Giêsu cũng như các môn đề xưa kia, Chúa Giêsu vẫn đang chia sẻ, vẫn đang muốn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con đường của Chúa đang mời gọi chúng ta bước theo. Thế còn mỗi chúng ta thì chúng ta đã và đang đầu tư để tìm hiểu hơn về thầy Giêsu của mình thế nào. Chúng ta đã và đang đầu tư để có thể hiểu hơn về con đường Chúa đang mời gọi mình bước theo Chúa như thế nào. Trở lại với câu chuyện của các môn đề khi các ông đang trên đường đi. Các ông không hiểu những lời chia sẻ và trí dạy của Thầy giê -xu. Các ông không hiểu và cũng không đi tìm hiểu thêm về con đường của Thầy. Nhưng các ông lại tranh cãi với nhau để tìm hiểu về các ông. Các ông, các ông tranh cãi với nhau để xem coi ai là người lớn hơn cả trong các ông. Thay vì hướng lòng đi tìm hiểu về Thầy của mình, các ông lại tập trung vào để tìm hiểu về các ông. Khi đi trên đường, khi tâm trí của các môn đệ chỉ tập trung vào quyền lợi và địa vị của bản thân mình, thì các môn đệ đã chẳng thể hiểu được thầy của mình, chẳng thể hiểu được bản chất của con đường của thầy, và các ông cũng sẽ chẳng hiểu được thế nào là người môn đệ đích thực của thầy giê -xu. Mỗi chúng ta cũng đang đi trên con đường cùng với Chúa Giêsu có người đang cùng đi với Chúa Giêsu trong các sứ vụ đảm nhận ở các giáo xứ, chẳng hạn là linh mục quản xứ, chẳng hạn là giáo lý viên, là cao viên hay một người phục vụ trong các sứ vụ trong các công việc mục vụ của giáo xứ. hoặc có cũng các tu sĩ đang cùng đi với Chúa Giêsu trong các sứ vụ được trao từ hội dòng trên hành trình sứ vụ mỗi chúng ta rất dễ bị chi phối bởi những lôi kéo về quyền lợi, về địa vị, về lời khen ngợi tán dương. Chúng ta dễ dàng đi tìm kiếm những điều đó hơn là đi tìm hiểu sâu hơn về lối đi của Chúa Giêsu. Chúng ta dễ đi tìm những đáp ứng cho nhu cầu an toàn của bản thân mình nhiều hơn là đi tìm hiểu về con đường của Chúa Giêsu mời gọi mình cùng đi với Chúa con đường mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta bước theo Chúa ngày hôm nay đó vẫn là con đường loan báo về tin mừng của Thiên Chúa cho con người đó là lời mời gọi con người đón nhận tin mừng đón nhận sự sống của Chúa và tin tưởng tín thác vào Thiên Chúa trong cuộc đời của họ đó là con đường, là lối sống đón nhận tất cả những gì xảy đến với mình Dù là vui hay buồn, dù là thành công hay thất bại Thậm chí là sự khinh chê, sự sỉ nhục, sự phản bội Dù là cái chết đến với mình Nhưng khi đi trên con đường, lối đi của Thầy giê -xu như thế Điểm đến tận cùng chính là sự sống mà Thiên Chúa sẽ trao ban cho mình Khi về đến nhà, khi chuyển sang một bối cảnh khác thì Thầy giê -xu hỏi các môn đệ về cuộc tranh cãi của các ông khi còn đang trên đường. Về đến nhà, chứ không phải là đang trên đường đi thì Thầy giê -xu hỏi xen vào câu chuyện của các ông. Chỉ khi Thầy trò trở về với bầu khí của mái nhà thân tình nơi Thầy trò chia sẻ cuộc sống với nhau. Chỉ khi thầy trò trở về với bầu khí riêng tư Chỉ có thầy trò ngồi lại bên nhau Trò chuyện với nhau chính lúc đó thầy Giêsu ngỏ lời với các môn đệ mời gọi các môn đệ đối diện với chính con người và cõi cõi lòng của các ông chứ không phải chỉ nhớ lại những gì các ông vừa mới nói trên hành trình đi theo Chúa Giêsu của mỗi người chúng ta cũng như các môn đệ xưa kia chúng ta cũng rất dễ dàng bị lôi cuốn vào trách nhiệm mà chúng ta mang. Chúng ta dễ dàng bị lôi cuốn bởi lo toan về thắng thua, về được mất, về thành công thất bại, về tiếng khen lời chê. Chúng ta quên mất lối đi của Thầy giê -xu. Chúng ta cũng chẳng biết mình đang bị chi phối bởi những thúc đẩy lệch lạc sâu thẳm từ bên trong nội tâm của mình khi mình đang cố gắng làm việc phục vụ chỉ khi mỗi chúng ta trở lại với mái nhà thân tình của mình với Chúa và với anh chị em của mình mái nhà của mái ống gia đình mái nhà của tình cộng đoàn tình giáo xứ mái nhà của cõi lòng mỗi người chúng ta và chỉ khi mỗi chúng ta trở lại với bầu khí riêng tư của mình với Chúa cũng như anh chị em trong tỉnh lặng cầu nguyện chính lúc đó chúng ta bắt gặp Chúa Giêsu đang nhẹ nhàng ngỏ lời với mình. Chính lúc đó chúng ta bắt gặp Chúa Giêsu đang tận tình dạy dỗ hướng dẫn mình để mỗi chúng ta có thể hiểu rõ hơn về lối đi của Chúa Giêsu, hiểu rõ hơn về con đường Chúa đang mời mình cùng bước đi với Chúa và cũng hiểu sâu hơn về chính con người của mình. Kính ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau để trong mỗi ngày sống chúng ta biết ý thức hơn về việc dành thời gian để ngồi xuống bên cạnh chúa xin cho mỗi chúng ta biết đi vào ngôi nhà nội tâm của mình để lắng nghe chúa dạy dỗ hướng dẫn để có thể trò chuyện thân tình với chúa để rồi khi trở lại với cuộc sống thường ngày mỗi chúng ta được sống và được cảm nghiệm sâu xa hơn về hành trình đi theo chúa đích thực là hành trình chia sẻ trọn vẹn cuộc sống của mình với chính lối sống của Chúa Giêsu trong những thăng trầm buồn vui, trong những thách đố mất mát đau buồn và trong cả những niềm vui vương lên đến sự sống của chính Chúa. Và xin cho mỗi người chúng ta trong hành trình đi theo Chúa cũng biết sống lối sống phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ hôm nay. Lối sống phục vụ cho chúng ta gắn kết hơn với Chúa Giêsu và dẫn chúng ta đi vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. Như chính Chúa Giêsu đã nói, ai đón tiếp em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy và ai tiếp đón Thầy thì không phải tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Amen. Vatican News tiếng Việt chuyên mục nữ tu trong giáo hội các nữ tu nữ tỷ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội giúp đỡ người dân Ukraine trong chiến tranh các nữ tu dòng nữ tỳ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội ở Ukraine đang làm việc chăm chỉ để hàng gắn vết thương chiến tranh bằng việc giúp đỡ và hỗ trợ về mặt tâm lý cho những người vợ và người mẹ của những người đã nằm xuống họ chăm sóc con cái của những người lính thiệt mạng trong chiến tranh các nữ tu thực hiện sư vụ tại các thành phố nơi còi báo động không kích liên tục vang lên và nơi có nguy cơ bị tên lửa tấn công nhưng không ai trong số các nữ tu bày tỏ mong muốn được chuyển đến một thành phố an toàn hơn trong gần 132 năm, hội dòng thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine này đã thực hiện sứ mạng do chân phước Josaphata Hordashevska, người đồng sáng lập dòng nữ tỳ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội khởi xướng, thể hiện niềm tin chính yếu và luôn hợp thời của họ về việc phục vụ ở nơi cần thiết nhất. Để đáp lại những thách thức của thế giới đương đại, các nữ tu tập trung nỗ lực hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Các sơ điều hành hai chương trình xã hội ở Ukraine. Đặc biệt trong 23 năm, các sơ đã thực hiện dự án Cầu Hy Vọng và hiện đang hỗ trợ hơn 100 trẻ em. Kể từ khi bắt đầu sáng kiến này, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hơn 300 trẻ em đã được giúp đỡ 13 trung tâm cầu hy vọng hoạt động trong các tu viện, nơi các sơ chăm sóc nhu cầu tinh thần cho trẻ mồ côi và trẻ em thuộc các gia đình nghèo đông con, các sơ dạy giáo lý cho trẻ em, tổ chức các cuộc hành hương vân vân hỗ trợ về mặt tinh thần, giúp đỡ về vật chất và xã hội cho trẻ em. Một lĩnh vực xã hội khác đang được phát triển trong dự án ngôi nhà hy vọng ở Lviv nhằm mục đích giúp đỡ và hỗ trợ những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội trẻ mồ côi mất cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ những người di tản nội địa gia đình nghèo đông con gia đình có điều kiện sống khó khăn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn những cư dân đầu tiên của ngôi nhà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn này là những gia đình có trẻ em chạy trốn cuộc chiến ở Donbass bắt đầu vào năm 2014 khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn ở Ukraine vào năm 2022, ngôi nhà Hy vọng đã trở thành nơi trú ẩn cho những người phải di tản nội địa sau cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga tại Ukraine các nữ tu nữ tỳ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội đã hướng sư vụ của họ đến việc hỗ trợ con cái mồ côi của những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh với sự hỗ trợ của các nữ tu nữ tỳ đức mẹ ba lan và các ân nhân đến nay dự án đã đến được với hơn 120 trẻ em đây thực sự là một công việc đòi hỏi sự hiện diện của các sơ trong các gia đình có quá phụ và trẻ mồ côi mang lại sự hỗ trợ tinh thần cho những người thực sự cần được trợ giúp. Theo sơ Anna Trost, người đứng đầu dự án, các nữ tu nữ tỳ Đức Mẹ Ba Lan và Ukraine cùng nhau hỗ trợ các quá phụ và trẻ em mồ côi, cung cấp nhiều loại viện trợ, thực phẩm, quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm cơ bản, đồ gia dụng. Là một phần của dự án này, các sơ tổ chức các chuyến đi cho trẻ em để giúp các em được sống ít nhất là một chút niềm vui tuổi thơ giao lưu với các bạn cùng trang lứa và tìm kiếm những người bạn mới cũng như những người cùng sở thích dự án hỗ trợ gia đình các binh sĩ trong chiến tranh hoạt động ở một số thành phố của ukraine các nữ tu nữ tỳ đức maria vô nhiễm nguyên tội dấn thân nỗ lực để chữa lành vết thương chiến tranh bằng việc giúp đỡ và hỗ trợ tâm lý cho những người vợ và người mẹ của những người đã nằm xuống lắng nghe những người đang cần giúp đỡ và trên hết là cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gia đình họ các sơ cung cấp sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý cũng như nhiều sự trợ giúp khác nhau cho những người thuộc các đức tin và tín ngưỡng khác nhau cố gắng phục vụ Chúa Kitô hiện diện trong mỗi người. Là một phần của các hoạt động nói trên, các cuộc hội thảo đã được tổ chức về chủ đề Chấn thương vì chiến tranh làm thế nào để giúp đỡ các quân nhân. Một số nữ tu sẵn sàng ra tiền tuyến. Trong số đó có sơ Tadea Clansa, người đã đến thăm các chiến binh, mang theo nhiều loại viện trợ cho các binh lính và các tuyên úy. Một nữ tu khác là nhà trị liệu và giúp phục hồi chức năng cho binh lính ở Truskavets ở vùng Lviv. Điều rất quan trọng đối với các nữ tu, nữ tỳ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội ở Ukraine là tiếp tục sứ vụ được thực hiện trước chiến tranh và cầu nguyện qua đó chứng tỏ sự kiên định và sẵn sàng đối với những thách thức ngày nay. Trong những hoàn cảnh khó khăn này, các nữ tu nữ tỳ đức Maria vô nhiễm nguyên tội của giáo hội công giáo đông phương Ukraine vẫn ở bên người dân của họ, chia sẻ tan chế, đau đớn và mất mát, lau nước mắt cho những người đau khổ, luôn liên đới với những người gặp khó khăn, vun trồng sự kiên trì và lòng can đảm, mang ánh sáng đến nơi bóng tối đang ngự trị. cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. khen Chúa Giêsu Kitô.